Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Yuna Gaming. Hôm nay chúng ta đã gặp lại nhau sau 14 ngày bị ban các bạn ạ. Rồi thì trong video ngày hôm nay mình sẽ thử trải nghiệm cái mới trong Lockfood, đó chính là cái rương kho báu nha các bạn. Thật ra thì nó cũng không phải là mới lắm đâu. Cái này thì nó cũng khá là hiếm và khó mua các bạn ạ. Nên là có cũng không được đâu. Mình nghĩ là nó hiếm hơn trái Kitsune đấy. Wow. Rồi thì để mà có được cái rương này thì chúng ta phải mua cái hộp quà của game Lockfood đó các bạn. Và trong cái hộp quà nó sẽ có một cái code, khi chúng ta nhập nó sẽ ra cái rương nha. Ok thì bây giờ mình sẽ nhập 3 cái rương cho các bạn xem. Ok, sau khi mà nhập code xong thì chúng ta nhận được 3 cái rương như thế này các bạn. Cái rương này thì là rương mở ra trái quỷ thôi. Còn có một cái rương màu hồng nữa thì cái rương đó nó sẽ mở chúng ta một cái bơm bất kỳ. Còn cái này là trái ác quỷ bất kỳ nha. Đó, cho nên hôm nay mình sẽ mở hòm này, sau đó mang đi chơi để xem rằng cái hòm này nó có mở ra cái gì đó cho tôi xịn sò hay không, hay là chỉ là lỏ thôi nha các bạn. Đó. Rồi, tôi sẽ bắt đầu mở cái rương này, sau đó cầm trái quỷ đi chơi nha các bạn. Nói nhập này, anh chữ nhập. Ok. Cái rương màu xanh cũng khá là đẹp đấy. Thôi ấn này, 3, 2, 1, bam. Trái gì đây, trái gì đây, cho tôi một trái xịn tí nào. Oh my god. Trái rocket các bạn ạ. Đéo thể nào lỏ hơn luôn đấy chứ. Trái rocket, oh my god. Trái rocket thì làm sao mà tôi đem đi chơi được đây. Trời đất ơi, tao nói cái nhân phẩm nó su cà na nha má. Trời ơi, nhìn cái hộp thì sang nhưng mà ra cái trái rocket. Rồi, đã thế thì tôi random luôn. Trời ơi. Tại sao? Why? Tôi mở rương cũng ra rocket. Mà cái thằng cha này cũng đưa cho tôi trái rocket luôn. À, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với tựa game Lockfood vậy các bạn ạ? Rồi, thì tôi có 2 trái rocket nha các bạn ơi, không thể nào xịn hơn được. Các bạn ơi, hiện tại cái game nó đang bị lỗi hay sao ấy, mình không thể nào mua được những cái vật phẩm trong game luôn này các bạn. Đó, không thể nào mua được luôn ấy. Mình cũng không hiểu nữa là do cái server của Việt Nam nó bị vậy hay là do game Roblox bị sập các bạn ơi. Nói chung là với 2 trái rocket là chắc chắn là mình sẽ không đi chơi được cái đéo gì rồi, cho nên là mình sẽ mở thêm một cái hòm nữa nha các bạn. Đấy, làm ơn hãy cho tôi một cái trái nào đó xịn sò hơn. Dùm một cái, 3, 2, 1, bam. Trời ơi, Falcon. Nói chung là nó đỡ hơn. Nó đỡ nhưng mà nó vẫn lỏ các bạn ạ. Nó vẫn lỏ nha. Trái Falcon. Ôi trời đất ơi, trái Falcon và trái rocket làm sao mà tôi mang đi chơi được đây. Nhưng mà thôi, tôi sẽ cố gắng nha. Là chứ được voi đầu tiên thì cũng hơi khó các bạn ạ. Thì tuy rằng cái code này nó là free nhưng mà tôi phải bỏ ra cái sức mạnh đồng tiền để mua đó các bạn ạ. Một cái cũng khoảng là 170 cành đấy các bạn ơi, khá là chát đấy. 170 cành chúng ta đổi lấy một trái rocket và trái Falcon. Nãy giờ tôi đã mất quá nhiều thứ rồi. Đi chơi thôi nào. Ok. Thì thanh niên đầu tiên nước ngoài, mình sẽ bỏ trái rocket vô. Mình sợ mình bỏ vô cái nó nhảy ra luôn đó các bạn. Trời ơi, không đủ chỗ này. Trái Falcon coi. Không đủ chỗ luôn. Ôi không ổn rồi, không ổn rồi các bạn ơi. Khó quá, khó cho tôi quá. Rồi, hai trái này không đủ chỗ luôn. Tôi phải làm sao đây? Oh my god. Trái rocket. Trái rocket và trái đại bàng. Blue fruit. Tới lúc mình phải ăn xin rồi các bạn ơi. Blue fruit để coi hắn cho mình cái trái gì. Ok, trái cát. Ok, trái cát được các bạn ơi, tôi sẽ chơi trái cát. Rồi, ngon, nói chung là lời nha các bạn. Mình sẽ cố gắng là chơi nó lên trái huyền thoại hoặc là trái thần thoại nha các bạn. Rồi, thì khứa này kêu tôi chơi thêm một lần nữa các bạn ơi. Nhưng mà có đủ chỗ đâu mà chơi. Tôi chỉ còn trái cát thôi. À, cái thanh niên này muốn cho mình thêm trái ánh sáng nha các bạn. Đấy, cho thì mình lấy thôi. Nhưng mà lấy bằng cách nào thì không ai nói nha. Mau phát. Rồi tiếp tục, cái thanh niên vừa nãy kêu mình cho mình một cái trái ánh sáng nha các bạn. Đúng là một người tốt. Chưa gì mà tôi đã lên được trái ánh sáng rồi nha các bạn. Sức mạnh của xài ạc nữ. Chán ông này là sim lỏ luôn. Chỉ có thể là sim lỏ thôi. Thanks.
Hay siêu. Rồi thì hiện tại tôi đã sở hữu trái ánh sáng nha các bạn. Nói sau 2 lần chơi thì tôi đã lên trái ánh sáng. Quá dễ luôn, quá dễ, dễ vãi hò luôn. Bây giờ tôi sẽ tiếp tục đi hốp silver để chơi lên trái xịn hơn nha các bạn. Ok. Gì đây? Trái lửa các bạn ạ. Lưu trữ luôn, tôi hút chọn trái lửa các bạn ơi. Ui giời ơi. Tôi sẽ ngồi đây chờ người tới chơi nha các bạn ơi. Rồi hiện tại thì tôi có một trái ánh sáng và một cái trái lửa tôi vừa mới lượm ở ngoài kia. Rồi tôi sẽ bỏ vào luôn các bạn. Trời ơi, cái rương tôi nó nhiều, cái rương tôi nó nhiều trái quỷ quá, thông cảm các bạn nhé. À, người chơi không có đủ chỗ rồi. Đừng ngửa, cay quá, cay quá. Để tôi chát coi nào. Bỏ trái lửa được không? Cho tôi chơi trái lửa nữa. Ok các bạn ơi, tôi đang xin give me the live fruit. Hello má, tự nhiên nói tiếng Việt ba. Mấy thằng khứa này hài vãi nồi các bạn ơi. Mẹ nó đang nói tiếng Anh cái nó được chị. What the fuck luôn. Trái lửa và trái rồi bút ha. Oh my god, ngon các bạn ơi. Đồng ý liền, đồng ý liền luôn. Phải đồng ý thôi, trái bút đa là phải đồng ý thôi. Bây giờ tôi sẽ cố gắng lên trái truyền thuyết luôn nha các bạn. Hả? Tôi còn 2 lượt chơi nữa. Vì em cho chị trái bút đa. Trái bút đa nên là cho chụp tấm ảnh luôn. Rồi đứng im luôn. Ok. Rồi. Ok. Rồi đang đi chơi server thì tôi vô server có anh Bi Huỳnh Gaming các bạn hả. Oh my god, idol của tôi, idol của tôi. Như idol tôi đang BBB các bạn ơi. Đấy, đang BBB với mấy thằng em. Đấy các bạn. Ổng ham BBB lắm các bạn. Ok thì bây giờ tôi vẫn tiếp tục cái cuộc hành trình đi chơi của tôi thôi các bạn ơi. Đấy. Ok, thanh niên đầu tiên. Trái phonic, trái phonic. Trái phonic, trái âm thanh. Tôi biết là cái trái Buddha của tôi đéo thể nào chơi nổi rồi các bạn ạ. Cái điều này nó quá xịn. Nó quá là xịn đi cho nên là Buddha lấy âm thanh hả? Được không ta, trái âm thanh thì nó không có được thịnh hành lắm. Sẵn sàng luôn rồi các bạn. Rồi, tôi đồng ý luôn nha các bạn. Đói, nói chung là cái điều này nói chung là hơn 500.000 belly lận. Tôi đồng ý luôn. 3, 2, 1, Inco. Oh my god. Ok, ngon nha các bạn. Rồi, từ trái Buddha tôi đã lên được trái âm thanh rồi. Bây giờ tôi còn có một lượt nữa thôi các bạn ạ. Hai kid nè. Trời ơi, hai bạn dễ thương. Chị Du nè, chị Du nè. Chơi với em đi. Ok, vào luôn em ơi, vào việc luôn. Rồi, thì tôi sẽ chơi trái, tôi vừa chơi được là trái âm thanh này. Để xem thằng khứa này nó cho tôi cái trái ác quỷ nào nha. Em cho chị trái mochi được luôn. Cho thì lấy. Cho là lấy, cho là lấy. Bây giờ tầm này tôi là hết liêm sỉ các bạn ơi. Cho trái nào lấy trái đó luôn nhá. Đấy, tôi đang ở xe và thường. Trời ơi. Trái mochi, trái mochi. Tôi chơi trái mochi trong 5 lượt. Yes sir. Rồi. Yes. Rồi, ngon. Ok, thì với hai cái hòm cực kỳ lọ thì sau 5 lần chơi tôi đã chơi được trái mochi nha các bạn. Rồi thì có lẽ video trải nghiệm hai cái hòm rương đó của mình cũng sẽ kết thúc tại đây thôi. Nếu các bạn thấy thích, chữ đen hay để lại cho mình một like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn mọi người video sau.